Trấn Thành, Hương Giang, Hoàng Minh Jin khóc trên truyền hình, người được thương cảm kẻ bị chỉ trích. Không thể kể hết những lần nghệ sĩ Việt rơi nước mắt trên sóng truyền hình, những phản ứng của khán giả lại trái ngược, có lúc đồng cảm, có khi chỉ trích nặng nề. Khán giả truyền hình Việt đã rất quen thuộc với những màn rơi nước mắt của các nghệ sĩ trong các chương trình truyền hình thực tế. Họ khóc trước những câu chuyện, hoàn cảnh đáng thương hay quá xúc động khi thưởng thức một tiết mục biểu diễn ấn tượng. Có những giọt nước mắt nhận được sự đồng cảm của khán giả làm họ khóc theo, nhưng cũng có những trường hợp khán giả không xúc động nổi, thậm chí cảm thấy ngán ngẩm và cầu mong nghệ sĩ đừng quá mít ướt. Nghệ sĩ Trung Dân. Với khán giả, nghệ sĩ Trung Dân vẫn luôn để lại dấu ấn đặc biệt với hình ảnh người nông dân mộc mạc, hài hước và được đồng nghiệp hậu bối yêu mến bởi sự giản dị chân chất. Tuổi thơ của nam nghệ sĩ sinh năm 1967 đã gắn liền với vùng đất Nhị Bình thuộc huyện Hóc Môn. Trong một chương trình truyền hình, khi cùng MC Quyền Linh trở lại ngôi nhà cũ của nghệ sĩ Trung Dân, tại đây ông có nhiều cảm xúc dồn về khiến ông khó nói thành lời. Nghệ sĩ Trung Dân nhắc tới người mẹ quá cố. Trong tất cả điều mẹ đã dặn, việc không giữ lại mảnh đất là điều khiến nam nghệ sĩ day dứt khôn nguôi. Sống đến từng tuổi này, tôi nhìn lại tất cả thì thấy ông bà mình dạy cái gì cũng không sai, để lại cái gì cũng là báu vật, nhưng mình có trân trọng hay không thôi. Tôi cảm thấy xấu hổ, dù tôi vẫn có mảnh vườn khác nhưng giá trị tinh thần thì không có. Hòa Minzy. Trong tập 7 chương trình Sao Nhập Ngũ phát sóng tối 16 tháng 4, Hoàng Minh Di khiến nhiều khán giả xúc động với khoảnh khắc bật khóc vì nhớ con trai. Đây là ngày thứ 3 các nghệ sĩ được huấn luyện trong quân ngũ, cùng sinh hoạt và thay đổi các thói quen, tác phong cho phù hợp với môi trường quân đội. Trong bữa cơm cùng sư đoàn 325, quân đoàn 2, quân đội nhân dân Việt Nam, Duy Khánh tình cờ nói rằng mình và Giàn Sao đã dần xa rời việc sử dụng điện thoại và quen với cuộc sống quân đội. Thấy vậy, Hoàng Minh Di tâm sự, dù đã quen nhưng mà hơi nhớ con một xíu. Sau câu nói này, hai mắt nữ ca sĩ đỏ hoe và những giọt lệ lăn xuống khiến Buka, Duy Khánh và Anh Tú phải thay phiên an ủi. Người xem rất đồng cảm với giọt nước mắt của Hoàng Minh Di, đặc biệt là những khán giả nữ đã làm mẹ. Hơn ai hết, họ thấu hiểu cảm giác sốt ruột, lo lắng và thương con da diết của Hoàng Minh Di khi đi làm xa mà không được trông thấy con, dù chỉ là qua màn hình điện thoại. Từ khi bé Bo còn nhỏ, Hoàng Minh Di đã luôn gắn bó và đồng hành với sự khôn lớn từng ngày của con. Thời gian nghỉ dịch, cô càng có thêm nhiều cơ hội để ở bên con. Khi dịch bệnh đã ổn định, Hoàng Minh Di trở lại với công việc và thường xuyên phải xa bé Bo, khiến nỗi nhớ con luôn trào dâng trong lòng ca sĩ. MC Trấn Thành. Trấn Thành được khán giả gọi là MC mau nước mắt nhất của showbiz Việt bởi anh cực kỳ dễ xúc động, thường xuyên khóc trên truyền hình, đặc biệt là trước những câu chuyện về thân phận con người. Là người sống thiên về cảm xúc nên trong các chương trình mà anh làm MC như So Ánh Hào Quang, Thách Thức Danh Hài, Ca Sĩ Thần Tượng và mới đây nhất là Rap Việt, Trấn Thành nhiều lần thể hiện sự đồng cảm với thí sinh, khách mời bằng nước mắt. Tuy nhiên, việc Trấn Thành thường xuyên liên tục khóc trên truyền hình khiến một bộ phận khán giả cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán. Trong Rap Việt mùa 1, Trấn Thành đã khóc tới 4 lần. Cảnh này tái diễn ngay tập mở màn ở phần 2 của chương trình. Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt phim Bố Già phiên bản điện ảnh, nghệ sĩ đa tài này cũng liên tục rơi nước mắt, đến nỗi khán giả nói anh khóc cạn nước mắt ở rạp chiếu, khóc đến lụt phòng vé. Bất chấp việc bị khán giả chỉ trích và cho rằng anh nên tiết chế cảm xúc, Trấn Thành tự nhận mình là thành cry như một cách đối diện thoải mái với cảm xúc của mình. Hương Giang là ban giám khảo quen thuộc trong chương trình Người Ấy Là Ai. Sau khi nghe câu chuyện của chàng trai thuộc giới tính thứ 3 trong chương trình, Hương Giang bật khóc nức nở vì đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật này. Câu chuyện này khiến Hương Giang không giấu được sự xúc động. Cô khóc nức nở vì đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật này. Nữ ca sĩ trải lòng, tôi nổi tiếng song gia đình tôi mới biết, bố tôi là người biết thông tin này sau tất cả mọi người. Thật sự rất khó nói với cha mẹ, cảm giác đấy trong lòng người con rất day dứt, còn người bố biết sau thì cũng rất tệ. Nhưng ngày hôm nay, anh quá dũng cảm khi đến đây cùng con, bỏ qua sĩ diện của người đàn ông, bước lên đây để lắng nghe những điều này. Cô cho biết thời điểm quyết định sống thật với chính mình, cô không nhận được sự ủng hộ từ bố. Thậm chí sau khi thực hiện được ước mơ này, người đẹp phải trốn trên gác suốt mấy tháng liền vì không dám đối diện với đấng sinh thành.